Thưa quý vị và các bạn, trong ngày đầu năm mới, chúng ta hãy cùng đến với những tâm sự, những chia sẻ, những điều muốn gửi gắm qua những lời chúc năm mới đến quê hương đất nước của những người con xa xứ tại nhiều nước châu Âu. Trước thềm năm mới, mừng xuân Canh Tý, Thủy Trang đại diện cho Tiếng Tây Đồng chúc mừng đến một lời chúc an khang thịnh vượng đến tất cả gia đình, bà con họ hàng của Thủy Trang đang xem đài và cũng như đồng nghiệp được luôn thành đạt trong cái lĩnh vực của mình. Xin gửi lời chúc đến quý vị đồng hương thân thương đang ở tại quê nhà một năm mới hạnh phúc, vui vẻ và thành công. Chúc đồng bào trong nước một cái năm mới thật là an khang, thịnh vượng, với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn tràn đầy nguyên năm. Chúc cho tất cả các bà con người Việt trong nước cũng như ngoài nước đón một năm mới an khang, thịnh vượng. Chúc cho tất cả các thầy cô giáo đón một năm mới đầy năng lượng mới, đầy sức sáng tạo mới, đầy tri thức mới để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình là người gieo mầm tiếng Việt cho con em cộng đồng ở nước ngoài. Chúc mừng năm mới! Nhân dịp Tết Canh Tý, tôi cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe tới ông bà, cha mẹ, cũng như lời chúc thành công đến các bạn sinh viên hiện đang học tập, làm việc tại Pháp cũng như là tại Việt Nam. Cũng nhân dịp này, tôi muốn gửi lời chúc an khang thịnh vượng tới các cô bác, kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Trong năm 2020, trong dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga, thì chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều hơn những hoạt động giao lưu, học hỏi để chúng tôi có cơ hội được góp sức mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhân dịp Tết cổ truyền thì xin được gửi lời chúc mừng năm mới thân thương và ấm áp nhất đến quê hương Việt Nam. Chúc một năm an khang thịnh vượng đến mọi nhà. Năm 2020, trước hết là chúc vì gia đình của chúng tôi còn lại ở Việt Nam. Hai là chúc các cái cộng đồng, các hội đoàn ở cộng đồng Việt Nam tại Pháp. Thứ ba nữa là chúc toàn thể dân dân Việt Nam, toàn thể quê hương Việt Nam được hạnh phúc, được là giàu mạnh, đất nước giàu mạnh, đất nước phải là phung cường và hạnh phúc. Chúng tôi rất là hạnh diện và rất là vui mừng là một thành một bộ phận của dân tộc Việt Nam. Tôi sinh sống và làm việc tại Nga, gửi lời chúc Tết đến từng người, từng nhà, mong năm mới chúc cho mọi người sức khỏe, dồi dào, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống